buông bỏ thành kiến, ta có thể hằng thuận chúng sanh, sao cũng tốt, không có gì không tốt. Như vậy mới có thể nhận ra sự tốt đẹp của thế giới. Được pháp hỷ sung mãn. Tất cả thiện duyên hay ác duyên, nghiệp cảnh hay thuận cảnh, ở trong này ta đều có thể nhìn thấy chân thiện, chân mỹ tuệ. Như vậy mới vào được cửa Phật. Cửa Phật là lớp 1, lớp 1 tiểu học. Tiểu học gọi là Tu Đà Hoàn Quả, Đại Thừa gọi là Thập Tính, Bồ Tát Sư Tính gì. Thập tính ví như tiểu học từ lớp 1 đến lớp 10, quý vị vào lớp 1. Tuy đây là tiểu thánh, tiểu thánh đệ tử Phật, lợi ích lớn nhất của họ là tuy chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, họ tuyệt đối không đọa ba đường ác. Bảo đảm tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Bảy lần lui tới cõi trời và cõi người, chứng được quả A-la-hán, ra khỏi lục đạo. Họ luân hồi trong lục đạo là có thời hạn, không lâu. Bảy lần lui tới cõi trời và cõi người là họ ra khỏi lục đạo. Phải hiểu điều này. Chứng quả A-la-hán nghĩa là học vị trong Phật giáo. Chứng A-la-hán là đạt được học vị đầu tiên. Họ thành A-la-hán như thế nào? Tâm họ thanh tịnh. Trong đệ kinh này nói thanh tịnh, bình đẳng, giác, nghĩa là ba tiêu chuẩn. Được tâm thanh tịnh là A-la-hán, được tâm bình đẳng là Bồ-Tát, đại triệt đại ngộ là giác, tức thành Phật. Ba tiêu chuẩn này gọi là kiên trì dõng mạnh cầu chánh giác. Chúng ta phải đặt mục tiêu vào đây. Bản thân phải hiểu rằng đương nhiên quan tâm hàng đầu là người nhà. Chúng ta phải giúp người nhà mình thành chánh giác ngay trong đời này. Có được chăng? Gặp được Tịnh Độ Tông là được. Chỉ cần quý vị tin sâu không nghi đối với pháp môn này, tin sâu không nghi ngờ, có hai hạng người. Một là người có thiện căn sâu dày, thiện căn trong đời quá khứ, họ vừa tiếp xúc liền tin tưởng, không hề hoài nghi. Hai là người khác không có thiện căn sâu dày như thế. Con người tôi thuộc hạng người này, không có thiện căn sâu dày, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tịnh Độ. Mất khoảng 30 năm công phu, quân tập trong kinh điển Đại Thừa mới thật sự rõ ràng, minh bạch. Quả thật rất may mắn. Nếu không thâm nhập kinh giáo, rất khó kiến lập niềm tin này. Khi hoàn toàn thấu hiểu mới không còn hoài nghi. Kiến lập được niềm tin, giáng sanh nằm trong tầm tay, không còn lưu luyến thế gian này. Nếu như còn lưu luyến thế gian này, như vậy là lòng tin chưa đủ. Khi niềm tin đầy đủ, nhất định không còn lưu luyến, nghĩa là ta thật sự buông xả, giúp người nhà buông bỏ, giúp bạn bè thân thiết buông bỏ, giúp tất cả chúng sanh buông bỏ, giúp tất cả chúng sanh, đó là học pháp bố thí.